tu lĩnh mà. Nhà ngươi, nhà ngươi muốn kiếm thêm ngân quỹ gia đình, trăm nén vàng rồng hay áo mão xuê sang, khi được tân chúa gia tăng tam cấp, muốn tu lĩnh bà, muốn hạ thọ quân dân chi bổng lộc, lúc loạn ly không chọn đạo vi thần, kẻ văn biệt không bao hộ quân anh, ô cũng đã nhục nhớ cùng thanh sự. Cũng đã biết làm tôi chẳng vẹn bề thần tử, sao lại muốn buộc ta trái đạo tăng? Thân ta dẫu lâm bước đường cùng, ta liêu một chết còn đóng cung thái tử. Chưa biết gái hai trai, nếu lệnh bà khăng khăng giữ tâm cương trinh, thì đất nước này còn ai phục quốc? Phục quốc? Nếu lấy cổ luận kim, ngày xưa hào nguyệt chiêu quân lìa hưởng thất, cũng giúp Tây Phi đành đưa cho lũ rỡ hồn. Còn phải chăng bà ta đã vì chủng tộc sanh linh lẫn dốc cơ đồ, hướng chức liệt thiên tu còn tạc đệ? Ngự sử quan ơi, Tây Phi vì nghịch cảnh xa lìa hơn đê, họ cũng còn tiện đưa nhau đến nhà còn ta. Thương đã đào sân sông chết chưa từng, nếu vì lẽ sông mà sang ngang là nhớ danh muôn thuở. Và đồng thời ta dám hy sinh bảo tiết như chiêu quân chân, vì tử hoàng còn mong sửa, và khi nó lớn khôn trong chốn hoàng cung, thì sự phục quốc chỉ là ảo ảnh. Tốt hơn là ta lĩnh bà, cơn bất biến trai tuân kiệt đã nối tiếp hy sinh vì tổ quốc, mau đổ đầu rơi tử thi dứt xa trường. Bà hy sinh một mảnh hồng nhan làm cứu vạn gian sang muôn vạn dặm, lính bà sợ lũ nịnh này mua chuộc tử hoàng đại cán bạc phượng, rồi việc phục quốc hồng đi chăng? Nhan sắc của ta không, tử hoàng là tượng trưng cho thế hệ mai sau, chân nuôi cửu ngữ. Lính bà nói đúng, chỉ có nhan sắc của lính bà là hiệu lực mà thôi. Một khi trẻ đã được đeo chân hạt, dĩ nhiên phải mê say bám sát đêm ngày, chúng bỏ bê trường chính. Lúc ấy bên ngoài những ai ái quốc trần dương đều tố binh chỉnh mà, có biết đâu ngự đệ quan sẽ hộ giá bệ hạ trở lại bể vàng trừ gián diệt nịnh. Và hạ thần cũng phải rơi đầu nơi tam pháp vì cái tội trung gian. Nhưng hỡi ơi, chỉ có mảnh hồng nhan mới đổi được ngày vinh quang rực rỡ. Trong nhìn con tim héo
mà là một tên quân chiến bại, ta sẽ bước lần theo ngọn đuốc thanh xoay, là chỉ mong giành lại nước non và cũng tận chu tên loạn đã vì tâm dốc sâu, không vì kiếp sống khổ tình nhau. Quân vương ơi, kiếp sống còn đành đau cho loạn tướng của lĩnh bà, nghe lòng chúa chắc dạ xót xa, một lại đáp đền ơn cứu quốc, sự vàng chép để mong liên hoa, mong liên hoa đã hết, hãy chép lại những nhớ cùng anh sinh, mong liên hoa trong vẹn chữ. Con ơi con cũng quán ghét mẹ chân thật chân con gái hai chân trong lại quân dương xin thôi tôi tội chân tôi đặng nỗi lòng cu xa tắt mau sông khi điêu còn kể lệnh bà ơi chúa thượng ra đi nơi hải lý sơn khê đôi phúc trầm mơ nhìn về long phùng ca thầm tri ân vị cứu tinh đã vì núi sông nên ngọc na trời kể từ nay ngon con chung bích ngọc sông để ta đào tìm tâm bao châu đêm tàn tiếng trống trong thành nồi lệ đón chồng vì đã lỗi nghiệp tôi bà ơi tổ quốc trường còn lưu vạn đại ơn đức của lính bà sẽ còn đi mãi muôn đời.
bên có thể mượn dung nhan kèm tỏa lũ gian thần. Cuộc hôn nhân sau giờ kết thúc, kẻ hạ thần chưa biết mình sẽ về đâu. Một là ngô hạ ra đồng quán ai để tỏ tâm cùng ngữ đề quán, hoặc là vào nơi núi phẩm ngôn ngàn tìm kẻ cần hướng quân lương tốt dùng. Giờ để nghiệp gian thần thao túng, ngày mai cờ cục hưng kém rụng rơi đâu. Hoàng Mẫu đã ngất xỉu rồi. Hoàng Mẫu, Kim Huệ, em hãy đưa mẹ vào trong thang cứu. Sư phụ, sao Hoàng Mẫu có như người mất đi, mặt long lanh ngân lệ khóc chồng? Sao bà không cho tôi giết kẻ sát nhân? Sư phụ, hay trong cung này đã nảy sinh tác tệ? Tâu Hoàng huynh không nên nghe lời mẹ, hãy giết lão già này. Còn Hoàng huynh sợ máu dính tay, đưa kiếm đi, kiếm giết hắn. Ngọc Lan, sư phụ. Ngọc Lan công chúa, hoàng tử Thọ Long chung cảnh ngộ, hãy nghe ta kể rõ ngọn ngành. Nguồn đáp ân dưỡng dục sanh thành, hãy lo thang thuốc cho người mà Thọ Long vừa thích tử. Sư phụ, sao là phải lo thang thuốc cho một kẻ tử thù? Sư phụ, hắn là ai? Sư phụ nói đi, hắn là ai? Là người đã tạo cho con nên giấc nên hình. Sư phụ, sư phụ nói gì con không hiểu. Đây là một tên loạn tướng cướp ngôi vua. Sư phụ, và cướp luôn chinh hậu. Lúc ấy hoàng tử vừa lên 3 tuổi, còn công nương chỉ là giọt máu rơi nằm gọn ở thai bào. Không, không, không có chuyện vu vơ nhảm gì đó. Không bao giờ chế ngự được tử hoàng. Cha ta là chúa tể dân gian, không phải kẻ thương hèn đại khổ. Không bao giờ có chuyện lạ kỳ như giấc chiêm bao. Hả? Như vậy là lời nói của ta không có giá trị sao? Phải, thưa sư phụ, nếu cha ta là một kẻ tối loạn quân giặc hay loạn thần phản quốc đoạt ngôi, thì có lý nào người như mẹ ta lại chịu sánh đôi để trọn đời chịu nhớ danh sổ tiên? Hơn thế nữa, ta còn nhỏ dại chẳng nói chi, hiện nay khôn lớn rồi, sao mẹ con không nói cho con được biết, để cho la về cội nước về nguồn. Để khi nay xảy ra chuyện đau buồn rồi mới nói ai thâm tình quyết nhục. Thưa sư phụ, thầy đã dạy 2 con ăn học để lão thông sự sách cổ kim. Mẹ cha con chết quá uổng như vậy, thầy lại lặng im trong một chút quán thù kẻ địch là sao? Là sao? Ngày xưa nhà Sơn Yên Hiền là vua, thì dân chân mình cần lao, âm em cùng hoàng, cùng ba chiêu dương, vừa sanh thái tử. Thì tai biến nổi lên phương gian phân chút mãi cơ đồ, về thăm dâm ô đắm mê hoàng đường. Tôi trông sao đành ngồi quanh tay không xa quay, công lưng khom đầu nhìn nguyên dâm đi
sư vương quan lương. Tôn xin thầy sẽ đem hành hình tương giang yêu bà đòi tình trắng hoa. Mình yêu sinh giữa trung tình cùng vui, nhưng nghe con bà còn sơ sinh đang trong nôi, thêm cứu mang vào lòng ba trăm chưa phai ngon thì làm sao? Vì khi chết như thành hoa. Tạm gạt đau thương để nuôi sống đứa nhi hai. Chờ đợi thời cơ theo năm tháng miệt mài, chịu biết bao tiếng đời nguyền rủa gánh nặng nhục tội, chờ con giải thành dùng dậy giết tặc thần, chờ tin tức của kẻ lưu vong đổi mồ sống lại, chờ đứa con đỏ thông nguồn cội ba sẽ quyên sinh cho trọn đạo phu tùng. Quan ấy là thái phó và thiếu phu khổ đau kia chính là mẫu hoàng, còn tên bảo tàng xưa cướp nay vàng là vua mẫu quan kỳ hoàng đế. Lão quyết đến thời gian qua mấy lần mãi đợi, nhìn sướng xa thời vẫn đợi thời, ngày qua ngày chiêu tụ mã binh ôm hoài bảo vững cờ phục nghiệp, sẽ nói lên sự thật cho hoàng tử biết rõ. Khi đã đủ lực tài cầm gươm giết họ Quan, trung hay nịnh mặc tình người cực an, ta cũng thỏa mãn vì đã tận lực báo ơn vua. Lời tâm huyết bao năm chôn chặt, ta mong nhị vị hãy nhìn người xấu số ấy là cha.